Đây là bãi biển kỳ quái nhất thế giới. Ở nơi này từ lúc mang thai tới đỡ đẻ chỉ mất 20 phút, đứa bé mới 6 tuổi trong vòng một ngày đã bị biến thành ông chú 50 tuổi. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra trên bãi biển này và nó đang ẩn chứa những bí mật kinh hoàng gì? Xin mời cả nhà cùng theo dõi chi tiết bộ phim nhé! Hai ngày trước, gia đình Priska trúng thưởng tới một khu nghỉ dưỡng nào đó trên mạng, nhưng trên đường đi tới đó bọn họ có vẻ không được vui cho lắm. Chất lượng phục vụ của khu nghỉ dưỡng rất tốt, vừa vào đã được giám đốc ân cần đón tiếp, thậm chí nhân viên còn chu đáo đến mức mang đồ ăn thức uống lên phục vụ tận phòng. Con trai út Chen tính cách cởi mở nên mau chóng trở thành bạn thân với cháu trai giám đốc khu nghỉ dưỡng. Tương lai không xa chắc làm bộ trưởng bộ ngoại giao quá, hai cậu nhóc tự nghĩ ra một loại ký hiệu mà chỉ có chúng mới hiểu được. Rồi hẹn ngày mai cùng đi ăn kem chém gió. Nhưng hôm sau ông giám đốc mồm lông giống lão sếp tôi lại đột nhiên giới thiệu với gia đình Priska một bãi biển ẩn mình dưới vách núi. Ông ta bảo đảm với mọi người rằng quang cảnh tại bãi biển ấy là độc nhất vô nhị, tới là khoái khoái chảy nước miếng. Sau khi Priska nghe xong liền đồng ý, chiều hôm đó cả nhà họ lên xe của khu nghỉ dưỡng để tới bãi biển, đồng hành chung còn có gia đình bác sĩ Sakli. Ông đưa mẹ và vợ con mình đến đây nghỉ dưỡng, xuyên qua một khu rừng rậm rạp, xe của khu nghỉ dưỡng đột nhiên dừng lại không muốn đi tiếp. Thế là cả bảy người già trẻ lớn bé đành phải bất lực quốc bộ. Sau khi đi qua một hẻm núi u ám và hẹp, cuối cùng họ cũng tới được bãi biển như lời của giám đốc. Khung cảnh nơi này đúng thật là rất đẹp, bãi cát trắng được bao quanh bởi các vách đá trông rất lên thơ và kín đáo. Lúc này bác sĩ Sakli phát hiện có một người đàn ông da đen ở phía xa, cô bé Maddox hưng phấn sau khi nhận ra anh ta là một rapper nổi tiếng tên Selan. Thế nhưng mọi người cũng chẳng để ý lắm, ngay cả cô bé Maddox cũng nhanh chóng quên anh ta, cậu nhóc Chen thì cùng với con gái của Sakli chơi trò trốn tìm. Nhưng trong lúc nấp sau tảng đá, cậu lại hoảng sợ khi phát hiện ra một thi thể nữ bị ngâm tới trắng bệch, nhóm người lớn vội vàng khiêng thi thể đó lên bãi biển. Anh chàng rapper kỳ lạ kia cũng đi tới quan sát nhưng máu mũi cứ chảy ròng ròng. Sakli nghi ngờ anh ta là hung thủ muốn lấy điện thoại để báo cảnh sát nhưng lại phát hiện nơi này không hề có tín hiệu. Khi ấy có một cặp vợ chồng khác bất ngờ xuất hiện. Sau khi biết chuyện, người chồng Peter quyết định đi ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng vừa vào tới vách núi thì chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Khi tỉnh dậy, ông ta phát hiện mình đã trở về bãi biển. Chuyện quái lạ hơn nữa là mẹ của Sakli đột ngột tái phát bệnh tim. Khi vị bác sĩ phát hiện ra thì bà ấy đã qua đời. Sau đó cô bé Maddox cùng cậu em Chen và Kara nhà Sakli trong 3 tiếng ngắn ngủi đã lớn thêm 7 tuổi. Sedan trông thấy cảnh này bị dọa tới nỗi muốn quay đầu rời khỏi bãi biển. Sakli kịp thời phát hiện liền đuổi theo, nhưng hai người vừa chạy vào trong vách đá thì cảm thấy vô cùng chóng mặt, lúc tỉnh lại đã quay về bãi biển. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến cho mọi người dường như phát điên, họ quyết định chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ tìm một đường khác nhau để thoát khỏi bãi biển. Nhưng không lâu sau, 7 người bọn họ lại hôn mê và trở về vị trí cũ. Rất rõ ràng họ không thể thoát ra khỏi đây, điều đó làm tất cả mọi người đều sợ hãi hoang mang. Người mất khống chế đầu tiên chính là bác sĩ Sakli vốn mắc bệnh tâm thần. Ông ta đột nhiên rút dao ra rồi tha thu một vết trên mặt rapper. Nhưng sau đó một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, vết thương trên mặt rapper đã lành hẳn và biến thành một vết sẹo. Tuy nhiên hành động vừa rồi của bác sĩ khiến mọi người đã lo lắng nay còn hoang mang hơn nữa. Khi đó vợ của Peter là Patricia đề nghị bọn họ nói ra lý do tại sao lại chọn nơi này để nghỉ dưỡng. Nhưng không có ai bằng lòng nói ra bí mật của mình, chỉ có Priska bảo rằng mình đang bị một khối u buồng trứng lành tính. Nhưng vừa nói xong cô ấy liền ngất đi, khối u nhỏ như quả trứng gà đột nhiên phát triển nhanh chóng to bằng quả cam, vì muốn cứu người Sakli đã quyết định làm phẫu thuật. Nhưng vừa rạch lên bụng cô ấy thì vết thương liền lành lại với tốc độ chóng mặt, Huy và Peter đành phải dùng tay để giữ miệng vết thương. Cảm giác lúc này quả thật rất kinh khủng, chỉ trong vòng vài phút phẫu thuật khối u đã được đưa ra khỏi cơ thể của Priska thành công. Sau đó cô ấy cũng khỏe lại một cách thần kỳ. Phía bên kia, nam rapper bước tới trước xác chết nữ, ngay khi kéo tấm thảm đắp trên người thi thể ra, khung cảnh trước mặt dọa anh ta hoảng loạn lùi về sau. Thì ra cái xác vừa rồi còn bình thường mà giờ đã thối giữa, chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Có vẻ như hòn đảo này có khả năng tăng tốc độ lão hóa của tế bào lên gấp nhiều lần, hoặc là thời gian ở đây trôi nhanh hơn thế giới bên ngoài. Lúc này Priska đột nhiên nhận ra hai đứa con của mình và con gái của Sakli nãy giờ không thấy đâu, nhất thời trong lòng họ xuất hiện những suy nghĩ không hay. Quả nhiên Priska vừa xoay đầu lại thì thấy Chen và Kara tay cầm tay chui ra khỏi cái lều, trong mắt cả hai hiện lên sự xấu hổ. Vậy là bọn trẻ đã làm chuyện không được trong sáng với nhau, khi cặp đôi mới nhú tiến tới gần nhóm người lớn thì mới biết hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Chỉ thấy bụng của Kara phồng lên trông như đang mang thai 5 tháng, Sakli vốn mắc bệnh tâm thần nên không thể chịu nổi sự đả kích này. Nhưng bụng của con gái ông ngày càng lớn, thấy đứa bé sắp chào đời, nhóm người lớn không còn thời gian chỉ trích hai cô cậu không hiểu chuyện kia nữa. Bọn họ chuẩn bị đồ nghề đỡ đẻ cho Kara, sau một hồi vất vả đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời khỏe mạnh. Nhưng do ảnh hưởng lão hóa tế bào của bãi biển nên chỉ trong vòng 5 giây đứa bé vừa sinh ra đã chết trên tay Patricia. Nhìn cháu ngoại chết trước mặt mình, tinh thần của Sakli hoàn toàn mất khống chế.
Ông cho rằng tất cả đều do tên rapper kia gây ra, nhân lúc mọi người không chú ý đã dùng dao xiên anh ta đang xuất khỏi trái đất. Khi ấy trên đỉnh núi có một người thần bí nào đó đang âm thầm quan sát bọn họ, Peter quyết định bơi vượt biển về khu nghỉ dưỡng để lấy thuốc vì vợ anh ta có tiền sử mắc bệnh động kinh. Nếu Patricia mà phát bệnh thì thứ chờ đợi cô ấy chính là cái chết. Sau khi Peter rời đi, mọi người liền tụ tập lại. Huy đột nhiên nhận ra những người tới đây đều mang trong mình một căn bệnh, ví dụ như thi thể nữ trước đó mắc bệnh sơ teo cứng, rapper đã chết có chứng máu khó đông. Sally và vợ mình một người mắc bệnh thần kinh, một người thiếu canxi nghiêm trọng. Trong số những người còn lại thì Priska mắc bệnh ung thư lành tính. Patricia thì bị động kinh, trùng hợp thay cả ba gia đình này đều trúng giải thưởng du lịch tới khu nghỉ dưỡng do công ty dược Warren tài trợ. Lúc này Maddox tâm trạng không tốt định xuống biển bơi thì phát hiện thi thể của Peter đang trôi nổi, xem ra con đường vượt biển không có tác dụng. Bên kia Kara vừa mới làm mẹ lại trải qua nỗi đau mất con, cô mặc kệ sự ngăn cản của Chen một mực muốn trèo lên vách đá để thoát ra ngoài. Nhưng trèo được một nửa thì Kara đột nhiên dừng lại, sau đó nặng nề rơi từ trên cao xuống, chỉ chốc lát đã mất thêm hai mạng người. Cảm xúc của bọn họ lúc này đều vô cùng tệ hại và suy sụp. Chưa dừng lại ở đó, Patricia bất ngờ phát bệnh cả người không ngừng co giật rồi nhanh chóng đoàn tụ cùng với chồng dưới suối vàng. Đồng thời mắt của Huy cũng có vấn đề, Priska cũng điếc mất một bên tai, những hiện tượng trên chứng minh rằng họ đang già đi với tốc độ nhanh chóng. Mà người vợ của Sally lang thang trên bãi biển còn thảm hơn, do thiếu canxi nên lưng cô ta đã u lên một cục lớn. Với một người phụ nữ yêu cái đẹp thì thay đổi như thế này đúng thật là ác mộng, thế là cô tìm cách tránh xa khỏi mọi người. Buổi tối khi Chen và Maddox kiểm tra hòn đảo, họ phát hiện ra một quyển sổ mà nhóm người bị hại trước để lại, trong đó có một nhà văn khoa học viễn tưởng đã lợi dụng thời gian còn lại để phá giải bí mật của bãi biển. Anh ta nói từ trường trái đất tồn tại rất mạnh mẽ ở nơi này, vách đá xung quanh đã chìm dưới đáy biển hàng trăm năm, trong đó có một khoáng sản đặc biệt khiến tế bào của chúng ta nhanh chóng lão hóa. Nghe tới đây Chen chợt hiểu ra, chỉ cần dùng kim loại đồng hoặc vàng thì có thể rời khỏi bãi biển bởi vì chúng có khả năng cách từ, nhưng vấn đề là đào đâu ra vàng hay đồng bây giờ. Lúc này Chen chú ý tới đỉnh núi thì phát hiện có kẻ đang theo dõi mình, hắn ta còn dùng máy quay để ghi hình bọn họ. Phía bên kia Sally đã trở nên điên dại. Ông ta cầm dao tấn công về phía vợ chồng Huy, Priska thấy vậy liền kêu Maddox và Chen trốn vào trong hang động, còn cô ở lại ngăn cản Sally. Nhưng hai chị em vừa chạy tới vách núi thì nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ, Chen vội vàng đốt que diêm lên, kết quả phát hiện người phụ nữ này chính là người vợ đã trốn đi của Sally. Cô ta vì thiếu canxi nên cơ thể mắc bệnh xương thủy tinh rất dễ gãy, vốn định dùng đá để tấn công hai chị em Maddox nhưng xương không chịu nổi độ nặng của đá nên rơi xuống. Hai người bị dọa lùi vào một hang động nhỏ hẹp, nhưng vợ Sally bám theo không buông. Ả chậm chậm bò lại gần hai chị em, may mà cơ thể Ả ta quá lớn, chưa được mấy bước đã đụng vào vách đá gãy xương nằm quằn quại trên đất. Sau khi Ả ta dừng lại, cơ thể của Ả đã vặn vẹo thành hình dáng cực kỳ đáng sợ, phía bên kia Huy vẫn đang tích cực chiến đấu với Sally. Anh nhanh chóng bị ông ta ép xuống đất. May mà lúc này Priska kịp thời tới cứu. Cô dùng một con dao gọt hoa quả chém trúng tay Sally, kỳ lạ thay vết thương lần này không lành lại nữa, mà nó còn chảy ra máu bị nhiễm trùng. Chỉ vài phút trôi qua, bác sĩ điên tự thối giữa toàn thân rồi cỏ mọc xanh mộ. Lúc này trên bãi biển chỉ còn lại gia đình Huy vẫn còn sống, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì chẳng bao lâu nữa thần chết cũng sẽ gọi tên họ. Cả nhà chỉ còn cách ngồi ngắm sóng biển và đón chờ cái chết. Rất nhanh hai vợ chồng Huy cũng đã qua đời vì bệnh tuổi già. Sáng hôm sau Maddox cùng Chen thức dậy. Bọn trẻ lúc này đã trở thành hai người trung niên 50 tuổi, biết rằng bản thân sẽ không thoát khỏi cái chết nên cả hai thản nhiên tiếp tục hoàn thành lâu đài cát chưa xây xong. Lúc này Chen đột nhiên nhớ tới con trai của lão giám đốc khu nghỉ dưỡng từng đưa cho mình một tờ giấy, bên trên vẽ mật ngữ chỉ có hai người họ mới hiểu. Khi anh ghép các chữ cái lại với nhau thì trên đó viết chúng mình không thích san hô. Hai chị em ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ở nơi xa có một rặng san hô trắng. Có thể đó chính là lối ra của bãi biển. Cả hai lập tức bơi về phía rặng san hô thì phát hiện một lối đi ở bên trong. Ai ngờ chưa bơi được bao xa, áo của Maddox vô tình mắc vào san hô. Chen lập tức quay lại giúp chị gái nhưng kéo mãi cũng không được. Kẻ bí ẩn trên đỉnh núi quan sát hai người, thấy hai chị em chậm chạp chưa thoát ra nên cho rằng bọn họ đã bị đuối nước chết. Hắn gọi cho cấp trên thông báo rằng toàn bộ mẫu vật thí nghiệm đều không qua khỏi, sau đó lái xe về tổng bộ. Nơi này là một phòng thí nghiệm cỡ lớn, hóa ra chuyến du lịch miễn phí ngay từ đầu đã là một màn kịch của công ty dược Warren. Họ lừa người mắc bệnh nan y đến khu nghỉ dưỡng rồi cho uống thuốc, tiếp theo đưa những người này đến bãi biển, lợi dụng sức mạnh từ trường khiến tế bào lão hóa nhằm tăng tốc kết quả thí nghiệm. Chỉ cần 2 ngày ngắn ngủi đã có thể lấy được số liệu phân tích hàng chục năm. Tuy nhiên chuyện xấu của công ty dược Warren cũng đã bị cảnh sát chú ý đến, thì ra hai chị em Maddox chưa chết. Họ thu thập chứng cứ của những người mất tích gần đây rồi báo cho chính quyền. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.